trồng. Trồng được lần là nó rụng hột lên hoài luôn. Mấy hột này hột tí 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 thôi. Nhẹ nhẹ lên. Qua đây mình thấy ớt luôn. Nó chưa tới đợt á, tới đợt có chín đỏ cây luôn. Con cái mở bị gì vậy? Nhiều ớt xanh rồi. Mà đốt mấy này chính là đỏ cây luôn á. Có tốt cắt thêm, có đủ chưa? Không đủ con cắt thêm đi. Trời ơi, đau lắm nha. Nó tốt nè. Được mấy tháng này? Qua tháng nắng nè, nghề kiếm khó nè. Nắng nắng còi cọc hết trời. Rồi, nhiêu đây chắc đủ rồi hả mẹ? Đủ rồi. Giờ thôi, giờ phút, đi giờ thôi. Mình đốt lửa lên chuẩn bị mình luộc lỗ mũi heo. Mình bắt nồi nước lên, mình cho vô nồi nước miếng giấm để cho mũi heo nó trắng với miếng muối. Mình cho mũi heo vô luôn. Rồi bé mình chuẩn bị đi ra ngoài bánh nước rửa rau. Rau của mình cũng không có dơ gì không. Mình trồng trên cái chậu cao á. Mình trồng trên cái chậu mình để lên cao cho nên mưa nó cũng có dâng đất lên nhiều nữa. Rồi, ở phía sau lưng cái bánh nước của mình là có cái dòng sông, có chiếc ghe. Có chiếc ghe mình đậu ngoài đó, chiếc ghe thường chiếc ghe bự của mình để múc bùn. Cái nước cạn cái ông xã mình móc bùn. Móc bùn vô ghe đem vô để liệm lên bò giường. Tao chiếc cá nữa. Lá bự. Cá thơm. Vớt cái lỗ mũi ra. Nguyên cái lỗ mũi được. Mình vớt cái lỗ mũi ra chuẩn bị sắt. Giờ bé mình chuẩn bị luộc tôm. Để cái nước này luộc luôn thôi mẹ. Để nước này luộc luôn. Chá trái thành cái bỏ tôm nè. Bé bỏ tôm vô con. Đây con bỏ tôm vô. Để nắp lại hả mẹ. Ừ. Rồi bé mình vớt tôm ra. Ôi tôm, tôm có tính. Tôm xô. Con tôm này là con tôm xô nè các anh chị. Nó có gạch kìa mẹ. Tôm xô thì thường thường nó ưa hay có con tôm tính với nó có cục gạch khói ở trên đầu. Còn tôm nhất, tôm nhì đều ít có. Bởi vì loại tôm đó là tôm đực cho nên nó không có gạch khói. Giờ mình sắc tỏi ra, mình chuẩn bị mình xay tương để mình làm cái nước chấm. Sắc ớt ra luôn. Rồi, mình cho tỏi ớt vô cõi. Cho tương vô luôn. Cho đường vô luôn. Cái tương này nó hơi mặn. Mặn người ta để lâu mới được chứ tương mà tao làm không mặn thì để lâu nó hơi. Tương cứ mình xay nhuyễn nhừ rồi nè các anh chị. Giờ mình cho vô cái son này để mình nấu lại. Mình nấu gì mình để lại tương nó không có bị hư.
Còn mình không nấu mình để gì mình ăn lên cũng được, mà tiêu mình để lâu không được. Tương của mình chín rồi, giờ mình nhập cái tương xuống thì mình bắt cái chảo đậu lên để mình rang. Giờ mình cắt hai cái lỗ tai, cái lỗ mũi, mọi người này nói lỗ tai, lỗ mũi heo, nhìn sắc mỏng mỏng vậy để mình cuốn bánh tráng. Sắc mỏng thiệt mỏng, mình cuốn bánh tráng ăn mới ngon. Mình sẽ làm cho gia đình mình ăn cái món gỏi cuốn mũi heo. Giờ mình cắt đầu, cắt chân tôm cái mình lọc. Mình không cắt có lọc á. Rồi bé lọc đi, bé lọc đi khắc. Đây con lọc. Mình chẻ hai con tôm ra. Con tôm này tại vì nó bự hơn con tép, cho nên mình chẻ nó ra cho nó mỏng mỏng thì dễ cốt. Để tính con nào có tính con để tính nha. Để luôn cần xé hả mẹ? Để luôn cần xé. Đây. Rồi tới khi mình làm thì mình cũng vệ sinh tay sạch sẽ rồi mình mới làm. Thôi chứ để nó luôn cần xé rồi. Đừng bỏ cần xé ủ. Đây. Thịt khói nè. Nó tươi luôn. Kẹp son. Đó. Giờ mình chẻ dưa leo ra để mình cuốn. Mình chẻ theo chiều dọc luôn. Mình chèm chiều hòn luôn, mỗi cái mình để vô miếng luôn cho nó gọn. Dưa leo nó èo luôn. Giờ mình sắp rau vô mình cuốn. Mình cuốn có rau gần cua gì mình khỏi mua giá. Tại vì rau gần cua ở nhà mình có, rồi mình sẵn gì mình ăn luôn. Rau bằng cua nó cũng giòn. À, mình cho bún vô. Nó lẽ này có hẹ nữa, mà hẹ của mình bữa nay nó trổ bông hết rồi. Ta ăn ra tưởng đâu hai con tôm. Rồi giờ mình rắc đậu phộng lên tương. Này tỏi ớt mình xay vô rồi. Rồi gỏi cuốn của mình xong hết rồi. Giờ mình mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Gỏi cuốn của mình thiệt là ngon đây. Xin chào cả nhà. Rồi mình mời. Mời cả nhà cùng ăn gỏi cuốn với mình. Gỏi cuốn này ngon quá. Mời cả nhà cùng ăn. Lâu rồi không ăn gỏi cuốn. Gỏi cuốn này ngon nha. Ngon. Gỏi cuốn của mình làm nó khác. Có cái là mình cuốn rau càng cua. Ăn nó giòn nó ngon. Mình cuốn rau càng cua gì khỏi giá mà. Ở giá mà ăn ngon. 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 Sáng mình ăn này mình khỏi ăn cơm. Cuốn phải cuốn này chất lượng quá. Cái nước chấm tương mình ăn cũng ngon. Mình ăn gỏi cuốn một phần cũng nhờ nước chấm á mẹ. Đúng rồi. Mình ăn nhờ nước chấm ngon thì gỏi cuốn mới ngon. Ngon lắm.
lâu rồi mới ăn gỏi cuốn. Có cái lỗ mũi thì nó lạ hơn hạt ba đội hả mẹ. Lỗ mũi ăn cũng ngon. Cuốn thẳng thì cha ăn dễ vậy, ông không biết cuốn. Ăn đấy anh. Làm thêm cuốn nè. Ăn cuốn à. Nãy em lấy cuốn một miếng tôm. Mà miếng tôm là con tôm nó bự. Hết nó chắc đi, múc thêm. Cha càng cua giòn quá. Cua ngon. Miếng tôm cua ngon ha. Em mất mình không có ăn cuốn giòn cua không cũng được. Giòn, dưới nhà mình có rau diếp cá. Gỏi cuốn của mình làm cái mũi heo với tôm ăn ngon lắm các anh chị. Bữa nay là mình ăn cái gỏi cuốn này mình no luôn, mình khỏi tốn mũi cơm sáng, mình thay cơm luôn. Tốn cơm với lỗ mũi không? Dạ, với bún, còn nhiều kiểu rau nhà. Rau dừa. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã có thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn xem clip là vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Mình rất mong được sự giúp đỡ của các anh chị cũng như là bình luận góp thêm ý kiến của mình. Cho mình để mình hiểu biết thêm để mình làm càng ngày cho tốt thêm. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ kênh Bãi Miền Tây. Và bây giờ mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.